Khi hai chị em siêu nhân, ai sẽ hơn ai? Nè, để chị. Ừ, chị bỏ tay ra đi, không em gọi mẹ. Không cần gọi, mẹ đây. Nhưng mà hai đứa tự giải quyết nhá. Cảm ơn mẹ, để con xử nó. Siêu nhân, ra chân. Hừ. Mời chị ra chiêu trước. Phá kinh điển hết hồn, thật ghê gớm. Chiêu trước hay sau cái gì là chị phải nhường em lột hoa quả rồi, ăn đi em. Mẹ tưởng ban nãy căng lắm mà, rén rồi à? Đâu, là con thương em thôi. Ra kia chơi đi, em siêu nhân bự. Dạ. Em mới biết làm hết hồn chị à.